5 triệu chúng ta có thể mua được một chiếc điện thoại Huawei đầy đủ hộp phụ kiện như thế này. Liệu nó có đáng hay không? Hãy cùng bắt đầu mở hộp với mình ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây là Huawei Nova 8i các bạn nhé. Một chiếc điện thoại full box đầy đủ hộp phụ kiện. Đấy. Rồi, bên trong này tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại Huawei như thế này. Vẫn còn nguyên các SIM ở đây. Cái cụm camera này thì gọi là quá huyền thoại của dòng Huawei rồi đúng không nào? Đây, nó sẽ có hai cái form như thế này nhé. Một là cái form mới là cái form này, hai là cái form cũ hơn. Đấy, là trên cái con Huawei Nova 8i này. Đấy, còn đây là Huawei Nova 9 SE. Đấy, thì nó sẽ có form mới hơn, kiểu như thế. Thì không biết là các bạn thích cái form nào hơn. Nhưng mà đối với cả cái form của cái con 8i này thì nó được cái là trông cái mặt lưng ở phía sau này trông nó cân đối hơn. Đúng không nào? Đấy, bên trong này chúng ta sẽ có những gì nào? Chúng ta sẽ có đây thì mình sẽ mở ra nhá. Đây các bạn nhìn luôn này. Quay hộp SIM này. Xanh hướng sử dụng này. Và cái ốp lưng dẻo trong suốt như này. Nhanh thôi ạ. Chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Đây là củ sạc 66W luôn. Rất ok. Đấy, Xiaomi ở trong cái tầm giá này chúng ta có thể lựa chọn là Xiaomi 67W rồi. Nhưng mà để 66W thì mình nghĩ cũng khá ổn rồi. Và chúng ta sẽ có thêm một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C như này nữa. Đại loại là hộp phụ kiện vô cùng đầy đủ và chúng ta sẽ có thêm một cái miếng dán màn hình ở bên ngoài như này. Tuy nhiên là không có gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là Huawei Nova 8i nó sẽ phải hy sinh những điểm gì đó. Vậy những điểm mà nó hy sinh ở đây nó sẽ là những điểm gì? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên ấy là cái chiếc điện thoại này nó không có các dịch vụ của Google nhá. Nên là ví dụ như cũng giống như cái trường hợp của Huawei Nova 9 SE thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái ứng dụng nó tên đó là Gspace như này. Để chúng ta giả lập, đấy, ví dụ như mình vào cái ứng dụng này thì mình có thể xem được YouTube này, đúng nào? Hay là mình vào đây để mình có thể vào được Google Maps các thứ đấy. Tuy nhiên là vấn đề là cái ứng dụng này nó không ổn định. Mình cài đặt Google Maps cài mãi mà không được. Trong khi đó thì cái ứng dụng này bản thân nó rất là nhiều quảng cáo. Nên là ví dụ như bạn vào ứng dụng này nó là một lần quảng cáo rồi, chúng ta lại vào chúng ta xem YouTube nữa, chúng ta lại sẽ có thêm cái quảng cáo này nữa. Nên chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu khi mà sử dụng, đấy. Thì đấy là cái nhược điểm đầu tiên mà mình cần phải chú ý đến cho các bạn. Đấy, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể xem được nhé các bạn nhé, chứ không phải là không xem được, xem được YouTube và nếu mà cài đặt thành công Google Maps các thứ chúng ta có thể sử dụng được, nghĩa là sử dụng qua một ứng dụng giả lập, được chưa? Cái điểm tiếp theo nữa mà mình muốn nói cho các bạn đấy là cái phần thiết kế đi, nhựa nhé các bạn nhé, nhựa đây nữa này. Và cái mặt lưng này thì nó rất là dễ xước và nó rất là bẩn, nó để lại vô cùng nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Nên trong quá trình sử dụng thì mình cảm thấy không ưng ý lắm. Đấy, tất nhiên chúng ta sử dụng ốp lưng thì nó sẽ khắc phục được phần nào đó. Đấy, tuy nhiên là thực sự là mình không thích những phiên bản tối màu như này đâu. Mình thích những phiên bản sáng màu hơn. Được cái là cái cụm camera phía sau này thì nó nằm ở chính giữa như này. Nó sẽ khiến cho cái mặt lưng của chiếc điện thoại này trông nó cân đối hơn. Đấy, thông số camera thì đây. Camera chính thì là 64 chấm, khẩu độ lens 1.9, tiêu cự 26mm. Camera góc siêu rộng thì là 8 chấm, macro 2 chấm, hỗ trợ xóa phông thì là 2 chấm. Mình kỳ vọng nhiều hơn vào chất lượng camera của những sản phẩm Huawei. Đấy, tuy nhiên là đối với cả sản phẩm này thì mình thấy là chất lượng cho ra là không được tốt lắm. Thực sự là như thế. Admin Kha thì cũng đã có chụp một vài bức hình về cái sản này rồi đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Chụp ảnh AI đối với bạn dựng video này. Trông nó rất là ảo đúng không nào? Thế còn nếu mà để không chụp ấy thì chụp bình thường thì đây các bạn có thể nhìn thấy là trông nó rất là tối. Đấy, kiểu như thế. Đại loại là camera này mình thấy là chưa ưng lắm. Thực sự là như vậy. Còn chụp ảnh ngoài trời thì cũng chụp vài bức như này thì mình thấy là cũng bình thường. Không điểm gì quá nổi bật cả. Đấy, thông số camera cũng rất là bình thường. Mình kỳ vọng nhiều hơn vào chất lượng camera cơ. Còn sau này thì đây các bạn có thể nhìn thấy ở phía trước này, nó sẽ có một cái màn hình đục lỗ viên thuốc. Tất nhiên cái trường hợp này thì không phải là viên thuốc đặt chính giữa giống kiểu iPhone, mà nó đặt lệch sang giống kiểu Samsung Galaxy S10 Plus ngày xưa ấy. Cái đây nó không phải là camera kép đâu, bởi vì là cái camera chính của nó chỉ là 16 chấm thôi. Cái còn lại mình nghĩ là cái cảm biến đo độ sâu trường ảnh ấy. Đấy, nó chỉ là cảm biến thôi. Nhưng mà nếu mà chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng như này thì sẽ như nào? Là được. Đấy, đây các bạn có thể nhìn thấy luôn. Chất lượng cho ra là khá ok. Mình cũng đã nói rồi đấy là Huawei thì chụp ảnh đẹp nhất là sẽ là chụp ảnh đủ sáng. Nên anh em cứ tận dụng cái khả năng chụp ảnh đủ sáng của sản này để chúng ta chụp thôi. Chứ còn nếu mà chụp ảnh trong điều kiện ngược sáng hay thiếu sáng thì là không được đâu. Đấy, nếu mà ngược sáng hay thiếu sáng thì cứ phải là Google Pixel, được chưa? Rồi, về độ mỏng thì là 8,6mm thì cũng không phải là mỏng lắm. Nhưng mà cảm giác cầm nắm thì rất là ôm tay, khối lượng tầm 190g. Cảm giác cầm nắm ôm tay ở chỗ là phía mặt lưng này họ làm bo như này, nên là khi chúng ta cầm vào nó không bị cấn tay, giống như là những cái sản mà người ta làm thẳng. Về các yếu tố khác thì màn hình thì là 6,67 inch, độ phân giải thì là Full HD+, tấm nền là IPS LCD. Và tất nhiên rồi, nó cũng sẽ không có tần số quét cao đâu, và cũng không phải là AMOLED flex gì đâu. Nhưng được cái là cái màn hình này Huawei tối ưu rất là tốt. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, viền trên thì là siêu mỏng,
viền hai bên là rất là mỏng, phần viền dưới thì làm tương đối dày. Tuy nhiên là hãy chú ý đây là màn hình IPS LCD chứ không phải là AMOLED, nên là làm như thế này là đã là rất xuất sắc rồi với cái độ mỏng như này. Tại sao cái phần viền trên này Huawei họ lại làm được như thế? Bởi vì là nó có các cái lỗ nhỏ li ti như này, là cái lỗ loa thoại đấy, họ đục ở phía phần cạnh trên chứ lại không phải là trên cái phần màn hình đâu nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nên là nó sẽ khiến cho cái phần viền trên rất là mỏng luôn. Huawei thực sự là mức độ hoàn thiện của sản phẩm Huawei mình đánh giá rất tốt. Và cái cách làm cũng rất là thông minh đấy. Nhưng mà đáng tiếc là sản phẩm này nó không có loa ngoài là loa kép, nó chỉ có loa đơn thôi, một cái loa phía dưới này. Và chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C cái thứ này, sắc cắm tai nghe 3.5 vẫn giữ lại được. Đấy, ở phía sau này thì chúng ta sẽ có đèn flash cái thứ nữa thôi, cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về cái sản phẩm này lắm. Chúng ta sẽ nói luôn về cái phần hiệu năng thì sao nhé. Về hiệu năng thì cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ chạy qua chip Snapdragon 662. Như vậy là đây là một hiệu năng rất là tệ ở trong tầm giá này, hơn 5 triệu cơ mà, 5-6 triệu mà lại sử dụng chip 662 thì thực sự là quá tệ rồi. Được cái là RAM ROM thì là RAM 8, bộ trong 128 thì là cũng được. Đấy, nhưng mà các bạn nhìn này, với một cái con chip như thế thì điểm cho AnTuTu rất là thấp. Tất nhiên AnTuTu thì nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi, nhưng mà với 174.000 điểm thì thực sự là sau này nó chỉ ngang với những cái điện thoại cấu hình tầm khoảng 3-4 triệu thôi, chứ còn 5-6 triệu này thì hơi cao. Pin thì là 4.300, nghĩa là cũng không phải là một cái viên pin trâu ở thời điểm này. Bây giờ thời điểm này mình kỳ vọng một chiếc điện thoại ít nhất nó phải là pin tầm khoảng 4.500, hoặc là nếu mà được 5.000 thì càng tốt đấy, nhưng mà chí cũng phải 4.500 chứ, cái được có 4.300 thôi. Tất nhiên cái này chỉ là đòi hỏi đối với Android thôi, chứ còn iPhone nó tối ưu kiểu khác thì kể cả 14 Pro Max bây giờ pin còn chưa đến 4.500 nữa, chỉ tầm 4.300 thôi, nhưng mà tối ưu nó tốt lắm đấy. Pin 4.300 thằng này thì sử dụng mình nó thật là hơi cùi, một ngày chúng ta bắt buộc phải sạc 2 lần. Đó, còn về các yếu tố khác thì sao, sạc 66W thì theo công bố nhà xuất sẽ mất khoảng 38 phút là sạc đầy pin, một cái tốc độ sạc rất là nhanh đấy. Và 17 phút là sẽ sạc được tầm khoảng 60% pin. Còn hiện tại thì nó đang chạy MIUI 12 nhé. Còn tất nhiên rồi sẽ không có các dịch vụ Google đâu, nó sẽ phải giả lập qua ứng dụng Display. Về các yếu tố khác ấy, thì sản phẩm này nó sẽ có nhận diện khuôn mặt 2D này, rồi là sẽ có cảm biến vân tay một chạm ở bên cạnh như thế này. Đấy. Và tốc độ đọc cảm biến vân tay một chạm mình thấy là mức độ ổn, không quá nhanh nhưng không quá chậm. Còn màn hình IPS thì chắc chắn là không thể nào làm được cảm biến vân tay bên trong màn hình rồi. Nói chung là mình nghĩ là những cái sản phẩm Huawei mà như thế này ấy, thì mình mượn được của bạn bè mình làm để cho anh em xem, cho nó đa dạng sản phẩm lên thôi, cho nó vui thôi. Chứ còn chúng ta mua về thì mình nghĩ là chỉ có mục đích là, một là xem cái thiết kế của nó như thế nào, hai là xem cái mức độ hoàn thiện của Huawei nó ra sao, và tiếp tục nữa là xem cái cách làm, một số những cách làm nó đặc biệt ấy, kiểu như là cái lỗ loa nó làm như này. Còn lại thì mình cũng không có quá nhiều ấn tượng, giá lại còn cao nữa, cấu hình thì không phải là mạnh. Được cái RAM ROM thì thoải mái, nhưng mà cấu hình thì không mạnh, đặc biệt con chip. Nên là mình cũng không kỳ vọng quá nhiều vào việc là bộ đôi sổ này sẽ bán được nhiều ở Việt Nam đâu. Rồi, còn các bạn thì bạn cảm thấy sao về bộ đôi này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và với cá nhân mình ý, thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên mua những sản phẩm 56 triệu kiểu như là LG V60 hay là Samsung Galaxy S10 Plus hơn là những sản phẩm như này. Đấy, sử dụng nó kiểu như là nó yên tâm hơn. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua tại Clickbuy. Clickbuy hiện tại đang bán những sản phẩm như thế. Đấy, còn nếu mà laptop thì các bạn có thể tham khảo qua tại trungtrần.vn nhé, qua cái áo mà mình đang mặc ở đây. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.